chai gút xịn này, thì mọi người có thể đổ thử ra đây nhìn nhá. Đấy, dung dịch nó rất là dẻo và nó đậm đặc. Đây là chai gút flake này. Thì trong lúc các bạn kỹ thuật viên đang làm vào gần đây thì Degro hay nhận một câu hỏi là tại sao Degro củ gầm này đắt thế, giá cao thế, có gì khác biệt với bên ngoài mà tại sao lại đắt thế? Thì câu trả lời đầu tiên thì mọi người thấy là cái việc mà như chúng ta vừa nãy thấy là cái việc vệ sinh xe rất là kỹ. Cái thứ hai là chúng tôi che chắn đầy đủ tất cả bộ phận. Và có một điều rất là quan trọng ở đây trên tay tôi ấy, đó là Degro chỉ sử dụng hàng chính hãng. Đây là chai củ gầm mà Degro đang sử dụng, có đầy đủ tem phụ nhập khẩu đàng hoàng, sản xuất tại Hà Lan. Và chai này rất là nặng. Còn đây là chai củ gầm fake trên thị trường mà các bên đang sử dụng rất là nhiều. Đây nhìn cái vỏ nó rất đỏ bẹp. Đây chai xịn này. Chai này chưa hề bóc luôn. Đây chai mới. Đấy. Cái chai này thứ nhất là nó rất là nhẹ, tại vì phụ da nó nhiều, nó cũng 1 lít nhưng mà nó toàn là phụ da thôi, nó không phải là nhiều nhựa đường đặc như chai này. Chai này nó nặng 1,5 cân, còn chai này nó chỉ khoảng 1 cân thôi, 1,1 cân thôi. Thì cái chai này nó là chai fake do Trung Quốc sản xuất và dán tem hút lên. Còn chai xịn đây mọi người nhìn thấy cực kỳ quan trọng, tem phụ đầy đủ nhập khẩu của tập đoàn Gút và sản xuất tại Hà Lan. Đây cái phần đây sản xuất tại Hà Lan, đây mọi người nhìn thấy made in đây cho nên. Còn chai của tàu này, chai này chai fake này, không có một tem mã gì, không có một tem mã gì luôn đó, trông nó rất đỏ bẹp. Thì để nói sâu hơn thì khi mà phủ cái chai fake này lên nó sẽ như thế nào, chúng tôi sẽ phủ thử hai cái chai này lên cho mọi người thấy. Đây là chai xịn có tem phụ, đây là chai hàng thật có tem phụ. Tôi sẽ phủ thử lên đây. Còn đây là đây chúng ta sẽ phủ thử chai này chai fake. Đây này mọi người có thể nhìn thấy độ đậm đặc của nó này. Đây đơn giản trước là độ đậm đặc này. Đấy. Còn đây là chai fake này, bây giờ giặt ra thử này. Em còn một cái súng nữa đúng không? Vâng. Dừng đi theo một chút để anh lấy cái súng nhé. Đây này mọi người thấy nó nhớt này, nó rất là lỏng. Đấy, nhìn thấy đơn đạn luôn. Nó lỏng cái tức là cái nhựa đường ở trong này nó rất là ít và nó hầu hết là nước thôi, nó pha vào thôi. Thì bây giờ mình phủ thử cái chai này để xem nó như thế nào nhé. Ok thì mình sẽ chờ một lúc tầm 5-7 phút để nó khô xem nó trông thế nào. Nãy ngay từ cái sự khác biệt này, đây là chai gút xịn này, thì mọi người có thể đổ thử ra đây nhìn nhá. Đấy, dung dịch nó rất là dẻo và nó đậm đặc. Đây là chai gút flake này. Đây, thử này. Đấy, nó lỏng lắm. Tại vì bản chất là nó rất ít nhựa đường trong này, nó toàn da thôi, nó tha vào để cho nó đầy lên nó đủ 1 lít mà. Đấy nhìn cái vỏ nó thấy nó đổ ấy rồi. Ở đây là chai xịn này. Bây giờ mình chờ thử xem là chắc là khoảng tầm 5 phút. Như ở trong đây là khoảng 10 phút. Theo hướng dẫn của chai xịn là 10 phút để xem là quan sát cái sự khác biệt giữa hai cái lớp phủ này. Đây là kết quả sau khoảng tầm 15-20 phút nữa này. Đây mọi người nhìn thấy bên này là khô rồi. Nhưng mà anh còn bên này. Đó. Đấy chưa?
Đấy, bên này gần như là miết vào rồi. Nó ra rất là đặc của bên này. Đó. Thì đây là hàng giả, đây là chất lượng nó rất là kém. Nên là chúng ta không thể nào so sánh được giá cả mà đơn thuần. Và nên đặt một câu hỏi là tại sao có những chỗ củ gầm chỉ 1,5 triệu, 2 triệu mà có những chỗ củ 3-4 triệu. Cái đấy nói chung là mọi người nên lưu ý. Và hàng thật thì bao giờ cũng tốt hơn. Thứ nhất là về nguồn gốc xuất xứ là được sản xuất tại Hà Lan. Đây mọi người nhìn thấy Made in Netherlands này. Và cái thứ hai đấy chính là độ đậm đặc của dung dịch, hàm lượng cao su cao hơn, hàm lượng nhựa đường cao hơn thì sẽ bảo vệ về mặt sơn tốt hơn. Đấy, mọi người cùng xem lại kết quả. Đấy, sau một lúc thì cái này vẫn chưa khô. Chưa khô thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là bong chóc. Nó dễ bong chóc. Kể cả khi mà khô rồi thì vì cái hàm lượng nhựa đường nó thấp nên là cái việc bong chóc của nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với hàng thật. Là nó chắc như này. Đây, mình biết nó không ra, chỉ có một lúc thôi mà đã khô rồi. Thì mọi người nên nhớ nha, hàng xịn thì luôn luôn có tem phụ mác đầy đủ, sản xuất tại Hà Lan, vỏ rất là cứng. Và nếu mà mọi người có nhu cầu phủ gầm thì hãy liên hệ với những cơ sở chính hãng hoặc liên hệ Debro để được tư vấn. Hàng chính hãng đảm bảo thi công một lần nhưng mà được bảo vệ xe trọn đời. Xin chào bạn, hẹn gặp lại trong video lần sau.